Xin chào tất cả anh em. Như vậy là sau 4 năm, cái dòng tai nghe rất là thành công của Logitech đó là G Pro X, nó mới có cái phiên bản nâng cấp và nó đang ngay trên tay mình đây. Thì đây là chiếc G Pro X2 Lightspeed. Sau 4 năm, Logitech đã làm gì với cái chiếc tai nghe này? Nó có những cái sự nâng cấp gì? Thì mời anh em theo dõi trong video dưới đây ha. Trước tiên á, nói một chút về thương hiệu G Pro. Logitech á, sử dụng cái thương hiệu G Pro cho rất là nhiều cái thiết bị của họ ha. Tai nghe nè, rồi bàn phím nè, rồi chuột chơi game nè, và thậm chí là cả cái vô lăng thì họ cũng dùng cái thương hiệu G Pro. Cho nên khi mà anh em nhắc đến thiết bị gaming G Pro của Logitech á, thì anh em cũng nói luôn là cái thiết bị đó là gì cụ thể hơn để cho người dùng người ta dễ dàng hình dung, bởi vì cái tên này nó quá là phổ biến rồi. Quay trở lại với tai nghe gaming Logitech G Pro X2 này, có sự thay đổi mà mình thấy nhiều nhất đó là về thiết kế bên ngoài của nó nè, rồi về sự nâng cấp công nghệ ở bên trong về cái màng loa, rồi mình sẽ chia sẻ với anh em kỹ hơn sau đây ha. Trước đây cái dòng đời đầu tiên á, thì cái ear cup và cái headband nó cố định lại với nhau, cho nên là anh em sẽ cảm thấy là nó không được thoải mái cho lắm trong quá trình sử dụng, đặc biệt là những anh em nào đeo kính như mình ha. Còn với cái đời 2 này thì cái ear cup này nó đã có cái khớp xoay 90 độ như thế này, và nó sẽ tạo cho anh em cái cảm giác thoải mái hơn, và đặc biệt hơn là anh em có thể tùy chỉnh và thay đổi theo khuôn đầu của anh em. Rồi cái ear cup này nó làm được nhựa BU, thì hiện tại với cái phiên bản thứ hai này thì mình thấy rằng là nó không có nhiều cái sự mềm mại hơn so với bản đầu tiên đâu. Ở cái thời điểm hiện tại á, những cái vật liệu nhân tạo như thế này nó đã phát triển rất là mạnh rồi, cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể tạo được những ear cup hay là những cái vật liệu nhựa BU mà nó cho cái tính mềm mại tốt hơn đó. Cho nên là với cái ear cup này thì mình thấy rằng là nó không mềm mại hơn lắm đâu so với thế hệ đầu tiên. Rồi cái sự nâng cấp nữa nó sẽ đến từ cái màng loa ở bên trong, là màng loa graphite, và nó được Logitech tinh chỉnh lại cho cái nhu cầu chơi game. Thì thực ra cái tai nghe này anh em có thể dùng nó để làm việc hay là để chơi game cũng được hết, nó phục vụ cho mọi cái nhu cầu. Về kết nối, nó sẽ có hai loại kết nối, đó là qua Bluetooth và qua cái dongle 2.4G Lightspeed với độ trễ cực thấp. Công nghệ Lightspeed thì anh em cũng biết rồi của Logitech ha. Nhờ vào hai cái kết nối đó mà anh em có thể kết nối chiếc tai nghe này đến với mọi thiết bị, không riêng gì chiếc máy tính Windows. Ở đây mình đang có G Pro X2 màu trắng, còn ở đây chúng ta sẽ có thêm cái phiên bản màu đen nữa. Và mình rất là thích nhìn vào gọng nhôm nối với lại hai cái ear cup này, nhìn rất là đẹp và nó rất là công nghiệp. Nói chung là ngoại hình bên ngoài, ngoại trừ cái việc thay đổi độ thoải mái khi mà chúng ta đeo nhờ vào cái khớp xoay này, thì thực ra là cái thế hệ thứ hai này nó không có thay đổi quá nhiều so với thế hệ thứ nhất đâu. Nó vẫn là cái kiểu tai nghe phi công over ear up lên tai như thế này, và mic nó sẽ kết nối với cái tai nghe thông qua cái jack 3.5 ở đây, nó rất là truyền thống. Tuy nhiên có một cái điểm mình rất là thích và mình thấy rất là thú vị ở trên chiếc tai nghe này, đó chính là công tắc nguồn. Ở đây sẽ có một cái đèn LED RGB để nó báo hiệu, tùy vào cái màu sắc cái đèn mà nó sẽ thể hiện một cái loại kết nối hoặc là nó sẽ hiển thị một cái thông báo gì đó. Cái chiếc tai nghe thì cũng không có LED lùm RGB các kiểu gì. Đối với cá nhân mình nha, thì mình thấy rằng là nó sẽ thiên về thẩm mỹ nhiều hơn là cái tính thực dụng. Một số những anh em nào mà thậm chí bị cận như mình á, mà đeo một cái tai nghe mà nó có quá nhiều đèn LED RGB á, thì nhiều khả năng nó sẽ bị chóa, nó sẽ bị chói và nó sẽ ảnh hưởng đến cái trải nghiệm khi mà anh em chơi game. Cho nên là với cái mình thì mình không quan tâm lắm cái việc mà có LED RGB ở trên cái chiếc tai nghe, có cũng được nhưng mà không có thì cũng chẳng sao cả, chiếc tai nghe này vẫn rất đẹp. Sẵn cái vụ kết nối Bluetooth và dongle 2.4G thì mình có một vài những cái mình chưa thích lắm. Ví dụ như là cái dongle thì Logitech họ vẫn lựa chọn cổng là USB-A thay vì USB-C. Những cái thiết bị hiện tại bây giờ được trang bị cổng USB-C thì rất là nhiều rồi. Dĩ nhiên là anh em có thể dùng Bluetooth, nhưng mà để mà đảm bảo được độ trễ thấp nhất cho chơi game, đặc biệt là những cái tựa game eSports á, thì dongle 2.4 đó nó vẫn có một cái gì đó nó chắc chắn hơn và nó đem lại cho chúng ta cái trải nghiệm tốt hơn. Và cái việc mà tháo cái jack 3.5 cái mic này ra á, thì nó hoàn toàn có thể biến từ một chiếc tai nghe gaming trở thành một chiếc tai nghe phục vụ cho mọi nhu cầu của anh em luôn, như mình đã chia sẻ rồi. Sẵn nói về cái việc switch giữa kết nối 2.4G và Bluetooth á, thì trên cái tai nghe này nó có một cái nút ở bên trái, anh em có thể bấm vào đó và nó sẽ tự động switch, rất là hay, rất là tiện, làm cho chúng ta có một cái sự chủ động tốt hơn là với một số những cái thiết bị từ những cái thương hiệu khác. Rồi thì nói chung là về kết nối và thiết kế bên ngoài thì mình thấy rằng thế hệ thứ hai này sau 4 năm thì Logitech họ đã cải tiến khá là nhiều, nó đem lại cho người dùng ra một cái trải nghiệm tốt hơn. Tuy nhiên khi nói đến một chiếc tai nghe, cái chất lượng âm thanh nó vẫn là cái yếu tố quan trọng nhất, một cái yếu tố tiên quyết nhất, và đặc biệt là với một cái chiếc tai nghe gaming, chiếc G Pro X2 Lightspeed này nó cải thiện gì so với thế hệ đầu tiên?
Thì nhắc đến khía cạnh âm thanh, có lẽ là màn loa, cái driver Raphi trên cái chiếc tai nghe này là cái điều đáng nói nhất. Bởi vì Raphi thường được các hãng quảng cáo là nó có một cái độ biến dạng âm thanh thấp và nó đem lại một cái độ chi tiết rất là cao. Và may mắn là cái chiếc Z Pro X2 Lightspeed này nó giữ được cái chi tiết đó. Đặc biệt là nếu mà anh em chơi những tựa game bắn súng như là CSGO hay là Valorant thì anh em sẽ cảm nhận rõ được cái sự chi tiết về cái tiếng súng, cái tiếng vũ khí, cái tiếng bước chân trong cái quá trình mà chơi game. Đó là cái điều quan trọng nhất. Tất nhiên là về cái khía cạnh mà âm nhạc hay là về cái khía cạnh mà âm trường á, nó sẽ không thể nào chi tiết, nó không thể nào tốt được bằng là những cái chiếc tai nghe chuyên để nghe nhạc ha. Nhưng mà xét riêng trong cái thị trường tai nghe gaming á, cái chiếc Z Pro X2 Lightspeed này nó đang thấy rất là tốt về driver, Raphi. Ngoài ra để tùy chỉnh cho cái chất lượng âm thanh trên cái chiếc tai nghe này chi tiết hơn thì anh em hoàn toàn có thể dùng phần mềm G-Hub để anh em có thể tùy chỉnh cũng như tạo ra những cái profile riêng hoặc là chọn những cái profile đã có sẵn để tùy vào cái nhu cầu mà anh em sử dụng. Và anh em thậm chí là anh em có thể bật luôn cả cái tính năng đó là giải lập âm thanh vòm DTS:X, nó rất là phù hợp để cho anh em chơi những cái tựa game bom tấn, những tựa game AAA hoặc là anh em có thể xem phim. Tuy nhiên là với tựa game thể thao điện tử chẳng hạn như CSGO hay là Valorant đó, mình khuyên em tắt cái tính năng giải lập thanh bom đi, để bởi vì khi mà anh em chơi cái tựa game đó thì cái tiếng bước chân của đối thủ là một cái điều yếu tố rất là quan trọng, mà nếu mà bật âm thanh vọt lên đó có thể là nó sẽ bị nhầm lẫn giữa cái tiếng bước chân, cho nên nó sẽ không đem lại hiệu quả khi mà anh em chơi những tựa game thể thao điện tử. Nói kỹ hơn về trải nghiệm chơi game và cái âm thanh lại đi thêm một cái hướng an toàn. Vì sao mình lại nói như vậy? Trước đây á, những cái hãng làm những cái chiếc tai nghe gaming á, họ tập trung rất là nhiều vào cái giải mid bass, họ sẽ hạ cái âm cao xuống để cái âm thanh nó không bị ù và cái tiếng nó không bị méo khi mà chúng ta chơi game. Tuy nhiên cái việc mà hạ mid bass thì cũng phải đồng thời là hạ luôn cả cái sub bass, cho nên là chất lượng âm thanh á, nó không có đủ cái nội lực để khi mà chúng ta chơi game, những cái tựa game nó không còn đạt cái cảm giác đã nữa, mặc dù cái driver rất là lớn và nó hoàn toàn có thể thể hiện được một cái khả năng chơi game ấn tượng hơn. Còn hiện tại cái giải pháp an toàn của những hãng sản xuất gaming gear, đặc biệt là tai nghe gaming, họ sẽ hạ cái mid bass, họ giữ nguyên cái sub bass và họ tăng cái âm trung và âm cao lên một chút xíu để cho cái âm thanh nó có thêm một cái độ chi tiết. Tuy nhiên nó vẫn sẽ giữ lại được nội lực của một cái tai nghe có cái driver kích thước lớn. Và lúc này khi mà anh em chơi game, nó sẽ cân bằng và nó sẽ trung hòa nhất về những cái trải nghiệm mà anh em đang có. Những gì mình đã chia sẻ thì cái chiếc Pro X2 Lightspeed này nó làm được cái điều đó và nó có đầy đủ những cái mà mình vừa nói. Tuy nhiên ngược lại, khi mà anh em xem phim hoặc là anh em nghe nhạc á, thì cái việc mà thiếu một chút cái mid bass nó sẽ không có đem lại cho anh em cái cảm giác gọi là thực sự đã, thực sự gọi là nó ấm áp. Nhưng mà rất là may mắn là cái chuyện này, cái yếu tố này anh em hoàn toàn có thể điều chỉnh được thông qua cái phần mềm đó là G-Hub. Tương tự như vậy là microphone cũng cho ra một cái chất lượng gọi là chấp nhận được ha, đặc biệt dùng Discord. Cái chiếc microphone này nó vẫn đủ sức lọc được một phần cái tạp âm, đặc biệt là khi mà mình chơi Diablo 4 và mình voice chat với bạn bè, còn lại âm thanh của game thì mình sẽ cho phát ra ngoài, thì nó vẫn có thể lọc được một phần nào đó, và nhất là cái tiếng lọc cọc khi mà mình gõ bàn phím. Nhưng cũng là vì do giới hạn về cái kích thước của microphone cho nên nó vẫn không thể nào so sánh được với những microphone chuyên dụng mà những anh em streamer hay sử dụng, thì cái microphone này nó vẫn chỉ nằm ở cái mức gọi là tạm ổn mà thôi. Một cái điểm cộng khác nữa của chiếc tai nghe này đó chính là về cái thời lượng pin. Logitech họ công bố 50 giờ. Tuy nhiên với cái thử nghiệm của mình, một ngày đeo tai nghe 10 tiếng và sử dụng rất là nhiều cái tác vụ hỗn hợp luôn cả, bao gồm chơi game rồi xem phim, nghe nhạc qua YouTube, thì hoàn toàn đủ sức có thể vượt qua được cái ngưỡng đó là 60 giờ sử dụng. Thì đó là một cái ưu điểm rất là lớn của chiếc tai nghe này so với lại những cái đối thủ khác trên thị trường. Kết luận lại, nó thực sự có rất là nhiều cái sự nâng cấp đáng giá so với thế hệ đầu tiên. Thậm chí rằng là nó có một vài cái điểm còn vượt trội hơn cả những cái đối thủ khác của nó nữa. Tuy nhiên là cái câu chuyện về giá thì nó vẫn là một cái rào cản rất lớn để người dùng có thể tiếp cận được với cái chiếc tai nghe này và biến nó trở thành một chiếc tai nghe quốc dân. Cái mức giá 250 đô chưa thuế ha, và Việt Nam thì sẽ thêm thuế, chứ mức giá trên 6 triệu đồng thì không phải ai cũng có một cái hầu bao rùng rỉnh để có thể tạo chiếc tai nghe này. Và thậm chí là nếu mà có dư tiền thì chăng nữa thì cũng sẽ có rất là nhiều cái sự lựa chọn khác nữa. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận rằng là Logitech họ đã tạo ra một chiếc tai nghe có rất nhiều sự nâng cấp, có cái trải nghiệm để thoải mái, có một cái âm thanh chi tiết khi mà chúng ta chơi game, có một cái thời lượng pin ấn tượng và có một cái thiết kế rất là đẹp. Ok, đó là cái chia sẻ của mình về Logitech
Z Pro X2 Last Speed. Thì em nghĩ sao về chiếc tai nghe gaming này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới, và nếu như em có hay đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của Tinh Tế nha. Và mình là Gia Huy, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.